Avezac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello, xin chào tất cả các bạn. Cô là Linh và hôm nay cô rất vui vì chúng ta có thể gặp lại nhau trong các video bài giảng của chương trình Tiếng Anh lớp 6. Và như các bạn đã biết là chúng ta đã cùng nhau đi qua hết 6 unit đầu tiên của chương trình học kỳ 1. Và ngay bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tiếp tục với chương trình Tiếng Anh lớp 6 của chúng ta bằng unit 7 với chủ đề là Television. Và đây cũng là unit đầu tiên của chương trình học kỳ 2. Và để bắt đầu unit 7 với chủ đề Television này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đến với lesson đầu tiên, đó là Getting Started. Và như các bạn đều biết là mỗi bắt đầu một unit thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lesson đầu tiên, đó là Getting Started. Và trong lesson 1 này thì bài học 1 này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái từ vựng liên quan đến chủ đề. Và để bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng nhau nhìn vào bài tập đầu tiên nhé. Bài tập đầu tiên ở đây của chúng ta có người ta yêu cầu chúng ta là listen and read. Vì vậy cái bài tập này yêu cầu chúng ta làm gì nhỉ? Listen có nghĩa là nghe này, và read ở đây nó sẽ cùng nhau đọc lại đoạn hội thoại này với chủ đề là What's on today? Hôm nay TV có cái chương trình gì nhỉ? Và bây giờ để hoàn thành cái bài tập 1 này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe đoạn hội thoại giữa bạn Phong và bạn Hùng để xem là hai bạn nói chuyện với nhau về cái gì, về những chương trình gì trên TV nhá. What are you watching, Hùng? The Voice Kids. That music talent show is very interesting. It is. What program do you often watch, Fong? Films. I like animated films like The Lion King. I love them too. They're wonderful. I often watch them with my little brother, but he prefers cartoons. Tom and Jerry? Ha ha! Yes, he loves Jerry the Mouse. Jerry's a clever character. Do you know any English programs for children? Yes, I watch English in a Minute on VTV7. This channel has many educational programs. Great, I'll watch it too. Ok, vậy là vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau lắng nghe đoạn hội thoại bạn Phong và bạn Hùng rồi đúng không nào? Vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi đấy, đó là listen. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau đọc lại đoạn hội thoại này và cùng nhau dịch nhá. Đầu tiên bạn Phong nói gì nhỉ? What are you watching, Hùng? Hùng ơi, cậu đang xem chương trình gì đấy? Và bạn Hùng trả lời thế nào? The Voice Kids. Bạn Hùng trả lời là chương trình The Voice Kids. Và cái chương trình The Voice Kids này có tên tiếng Việt của chúng ta là Giọng Hát Việt Nhí ấy. Bạn Phong bắt đầu hỏi tiếp nào. The That Music Talent Show is very interesting. Cái Music Talent Show ở đây các bạn đều biết đó là cái chương trình tài năng về âm nhạc này thì rất là thú vị. Và bạn Hùng trả lời thế nào nhỉ? It is. What program do you often watch, Phong? Ừ, nó sẽ rất là thú vị đấy. Vậy chương trình cậu hay xem là chương trình gì thế, Phong? Và bạn Phong trả lời thế nào? Films. Bạn Phong nói là films. I like animated films like The Lion King. À, tớ thích xem phim. Và tớ thích xem phim hoạt hình. Đó như là The Lion King. Các bạn đều biết phim The Lion King. Nếu tên tiếng Anh như thế này thì có một số bạn không biết. Nhưng để tên tiếng Việt thì cô nghĩ bạn nào đã xem phim hoạt hình này rồi. Đó là Vua Sư Tử. Và bạn Phong, à bạn Hùng nói thế nào nhỉ? I love them too. They are wonderful. À, tớ cũng thích xem phim đấy lắm. Cái bộ phim này thật sự rất là tuyệt vời. Và bạn Phong nói gì tiếp theo ạ? I often watch them with my little brother, but he prefers cartoons. À, nhưng mà tớ thích xem cái phim này với anh trai, à em trai của tớ, nhưng em ấy thích phim hoạt hình mà chiếu TV hơn. Tiếp theo nào? Bạn Hùng, bạn mới đoán là sau khi mà bạn Phong nói là à, bạn Hùng thích cartoon hơn, thì bạn Phong bạn mới đoán là Tom and Jerry. Phim hoạt hình Tom và Jerry á, một cái phim hoạt hình rất nổi tiếng và hầu như bạn nào cũng biết đúng không ạ? Phong trả lời là yes, he loved Jerry the Mouse. Đúng rồi, em tớ cực kỳ thích chuột Jerry luôn. Bạn Hùng bạn nói thế nào? There is a clever character. Jerry là một nhân vật hết sức là thông minh. Do you know any English program for children? Ồ, vậy cậu có biết chương trình tiếng Anh nào cho trẻ em hay không? Bạn Phong hỏi thế nào nhỉ? Yes, I watch English in a Minute on VTV7. This channel has many educational programs. À, tôi có xem chương trình English in a Minute ở kênh VTV7. Và chương trình, cái kênh này, cái channel ở đây là kênh truyền hình. Cái kênh này có rất nhiều chương trình về giáo dục. Và bạn Hùng nói là great, I will watch it too. À, tuyệt vời, tôi cũng sẽ xem nó. Rồi, vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau đọc này và dịch đoạn hội thoại giữa bạn Hùng và bạn Phong để biết được là cái chương trình mà bạn Phong đang xem này cũng như là sở thích
về của bạn Phong và bạn Hùng. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tiếp tục bài học ngày hôm nay với bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2, choose the correct answers A, B or C. Chúng ta sẽ cùng nhau yêu cầu của bài này là gì nhỉ? Choose the correct answers, chúng ta phải chọn đáp án đúng là A, B hoặc C. Và chúng ta, các bạn có biết là từ đâu mà chúng ta có thể chọn đáp án đúng không ạ? Đó chính là nội dung mà chúng ta vừa làm, cái nội dung đoạn hội thoại mà cô và các bạn vừa nghe và vừa đọc ấy. Đó là đoạn hội thoại giữa bạn Phong và bạn Hùng. Và bây giờ các bạn sẽ cùng nhau nhìn cho cô, trong bài chúng ta có 4 câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lần lượt từng câu một nhá. Cô sẽ đọc và dịch và các bạn sẽ cùng nhau nhìn lại đoạn hội thoại, nội dung đoạn hội thoại để có thể đưa ra đáp án trả lời chính xác nhất. Câu số 1 nào. Phong and Hùng are talking about dot dot dot. Bạn Phong và bạn Hùng đang nói chuyện về cái gì? Đáp án A, The Voice Kids Program, chương trình giọng hát Việt. Đáp án B, English in a Minute Program, chương trình English in a Minute. Đáp án C là Different TV Programs. Đáp án C đó là những cái chương trình tiếng Anh khác nhau. Và các bạn biết là trong đoạn hội thoại của bạn Phong, bạn Hùng thì các bạn ấy nói đến rất nhiều chương trình truyền hình đúng không nhỉ? Đầu tiên là The Voice Kids này, thứ hai đó là English in a Minute của chương trình của kênh VTV7 này. Và thứ ba đó là về animated films, đó là về kênh phim hoạt hình và cartoons nữa. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Đáp án A ở đây cũng không phải, bởi vì đáp án A là đáp án mà bạn Hùng bạn đang xem chương trình này thôi. Và đáp án B là đáp án mà bạn Phong bạn ấy bảo đây là một chương trình về tiếng Anh cho trẻ con. Và đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ đáp án C. Bởi vì trong đoạn hội thoại giữa bạn Phong, bạn Hùng, các bạn ấy nói với nhau về rất nhiều các chương trình truyền hình. Nào là cô vừa nói rồi đấy, The Voice Kids, English in a Minute, Lion King and Tom and Jerry. Đến câu số 2 nào. Phong lies, dot dot dot. Bạn Phong thích cái gì? Ý A, animated films. Ý B, cartoons. Và ý C, talent shows. Và các bạn thấy ở đây bạn Phong nó thích cái gì nhỉ? Bạn Phong bạn ấy thích films, right? Especially animated films. Bạn Phong bạn thích xem phim và đặc biệt là phim hoạt hình. Và các bạn còn nhớ cái bộ phim ưa thích của bạn Phong là gì không? Đó là The Lion King. Vì vậy lên và talent shows, đáp án cartoons ở đây, ai là người thích cartoons nhỉ? Có phải bạn Phong không? Không đúng không ạ? Đó chính là Phong's little brother. Đấy là em trai của bạn Phong thì mới thích cartoons. Còn đáp án C đây là talent shows, có nghĩa là chương trình giải trí, chương trình tài năng ấy. Và chương trình tài năng đó là chương trình của bạn Hùng đang xem. Vậy thì bản câu số 2 này của chúng ta chắc chắn đó là Phong likes animated films, phim hoạt hình. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hai câu tiếp theo nào. Câu số 3, When you are viewing a TV program, you say TV. Và chúng ta có 3 đáp án: watching, seeing and looking. Câu này ý của chúng ta muốn nói là như thế này. Nếu các bạn đang xem trên một chương trình truyền hình ấy, lúc đấy các bạn sẽ nói như thế nào? TV. Và đây các bạn đều thấy đây là một câu cửa miệng của chúng ta rồi. Ở đây chúng ta thường nói là I am watching TV. Không ai nói là I am seeing hay là I am looking TV cả. Và look thì chúng ta phải có dấu từ đằng sau cơ. Seeing thì thường là các bạn nhìn thấy đồ vật gì đó, nhìn thấy ai đó. Còn nếu các bạn nói là các bạn đang xem một chương trình truyền hình thì mình sẽ nói là I am watching TV. Đến câu số 4 nào. When a program teach you something, is it dot educational, funny and clever? Nếu một chương trình truyền hình dạy bạn một cái gì đó thì vậy chương trình truyền hình đấy nó có tính gì nhỉ? Ý A, educational, các bạn đều biết nó là tính từ của từ education. Và education là giáo dục, vậy educational là mang tính giáo dục. Ý B là funny, hài hước. Ý C là clever, thông minh. Vậy các bạn nghĩ xem nếu một chương trình truyền hình dạy chúng ta một cái gì đó, ví dụ các bạn biết là chương trình English in a Minute ở kênh VTV7 này, hay có rất nhiều chương trình dạy chúng ta môn toán, môn văn, tiếng Anh ở trên truyền hình. Vậy những chương trình truyền hình đấy người ta gọi đó chính là, có phải là funny hay clever không nhở? Không đúng không ạ? Và những chương trình truyền hình đấy chúng ta được nói đó là is educational, nó có mang tính giáo dục. Rồi, và vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 2, là bài tập giúp các bạn ôn lại những cái gì, ôn lại những cái kiến thức mà các bạn đã được học được, những cái và nội dung các bạn học được từ đoạn hội thoại giữa bạn Phong và bạn Hùng. Và bây giờ để tiếp tục bài học ngày hôm nay, cô và các bạn sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo, đó chính là bài tập thứ 3. Read the conversation again and match 1 to 5 with A and E. Là các bạn sẽ cùng nhau đọc đoạn hội thoại lại một lần nữa này.
và match 1 to 5 with A and to E là chúng ta sẽ cùng nhau nối từ câu 1 đến câu 5 với đáp án từ câu đáp án A đến đáp án E. Và các bạn thấy câu 1 đến câu 5 của chúng ta đó là các chương trình truyền hình đã xuất hiện trong đoạn hội thoại. Đầu tiên đó là The Voice Kids, thứ hai đó là The Lion King, thứ ba đó là Tom and Jerry, thứ tư đó là VTV7. Câu số 5 đó là English in a Minute, là tên một chương trình truyền hình tên là English in a Minute. Và đó chúng ta có ý A là Animated Films, ý B đó là Channel, ý C đó là Music Talent Show, ý D đó là Educational Program và ý E là Cartoon. Và các bạn đã biết Animated Film là phim phim hoạt hình nhưng mà các bạn chiếu trên rạp á. Channel là kênh. Music Talent Show ở đây chúng ta đều biết đó là chương trình tài năng nhưng mà về âm nhạc. Ý D là Educational Program là chương trình giáo dục. Và ý A là Cartoon là phim hoạt hình. Rồi và các bạn sẽ cùng nhau nối cho cô nhé. Đầu tiên chúng ta đều biết The Voice Kids, tên tiếng Việt của nó là giọng hát Việt nhí. Vậy nghe tên chúng ta đều biết rồi. The Voice Kids nó không phải là phim hoạt hình hay là một kênh hay là một chương trình giáo dục không? Không đúng không nhỉ? The Voice Kids ở đây đó chính là The Music Talent Show. Đó là một chương trình tài năng, tìm kiếm tài năng âm nhạc. Vậy câu số 1 này mình sẽ chọn đó là ý C. 1 mình sẽ nối với C. Đến câu số 2 nào, The Lion King. The Lion King, vua sư tử. Vua sư tử thì các bạn thấy rồi, nó sẽ là chắc chắn thì trong hai đáp án Animated Film and Cartoon. Và trong bài vừa rồi bạn Phong có nói là bạn ấy thích films, especially The Lion King. It's an animated film. Và nó là một bộ phim hoạt hình. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án câu số 2 sẽ là ý A, animated film. Đến câu số 3 nào, Tom and Jerry. Tom và Jerry, phim hoạt hình về chú mèo Tom và chú chuột Jerry. Là bộ phim hoạt hình mà có rất nhiều tập đúng không ạ? Và những bộ phim như thế thì chúng ta sẽ gọi đó là cartoon. Và các bạn đều biết rồi, trong đoạn hội thoại vừa rồi ấy, thì bạn Phong bạn cũng có nói là bạn Phong thường xem The Lion King với em trai. Tuy nhiên em trai lại thích cartoon, thích hoạt hình hơn. Và đặc biệt là thích Tom và Jerry. Vậy các bạn sẽ cùng nhau nối cho cô đó câu số 3 này với đó chính là ý E, cartoon. Đến câu số 4 ạ, VTV7. Các bạn đều biết rồi, trong kênh truyền hình của chúng ta có VTV1 này, VTV2, VTV3, VTV6, VTV4, VTV7. Vậy tất cả những cái kênh truyền hình quốc gia như vậy hoặc là những kênh khác như là Cartoon Network hay là Discovery, chúng ta đều gọi đó là channel, các kênh truyền hình. Vậy thì VTV7 ở đây, câu số 4 này mình sẽ nối đó là ý B, VTV7 nối với channel là một kênh. Và đến câu số cuối cùng nào, English in a Minute. Cái chương trình truyền hình như cô vừa nói rồi đấy, English in a Minute, đó là một chương trình truyền hình giúp các bạn cải thiện tiếng Anh của chúng ta. Vậy thì đây là một chương trình mà giúp các bạn cải thiện tiếng Anh này, dạy các bạn học tiếng Anh. Vậy những chương trình mà dạy chúng ta làm cái gì đó ấy, thì mình vừa gọi rồi, đó là những chương trình mang tính giáo dục. Và những chương trình mang tính giáo dục ở đây chúng ta có đó chính là Educational Program. Và câu số 5 này mình sẽ chọn đó là ý D, Educational Program nối với English in a Minute. Rồi, vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3, là chúng ta đã cùng nhau phân loại các danh từ, các chương trình, các từ liên quan đến các chương trình truyền hình ở đoạn hội thoại giữa bạn Phong và bạn Hùng. Thì chúng ta biết được là có những thế nào là animated film này, channel nghĩa là gì này, music talent show và hoặc là educational program nghĩa là gì. Và bây giờ để tiếp tục bài học ngày hôm nay thì cô và các bạn sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập thứ tư. Bài tập thứ tư này thì cũng liên quan đến đoạn hội thoại giữa bạn Phong và bạn Hùng, nhưng chúng ta sẽ tiếp cận nó ở một cách khác. Bài tập thứ tư người ta yêu cầu chúng ta đó là find and write the adjectives in the conversation which describe the programs and the character below. Các bạn sẽ cùng nhau tìm cho cô này. Find ở đây là tìm, write ở đây là viết, the adjective, và chúng ta để biết adjective nghĩa là gì nhỉ? Tính từ. Tìm và viết tính từ in the conversation, ở trong đoạn hội thoại. Đoạn hội thoại nào ạ? Chính là đoạn hội thoại giữa bạn Phong và bạn Hùng. Which describe the programs and the character below. Và những cái tính từ đấy chúng ta nó phải mô tả những cái chương trình này hay như là cái nhân vật dưới đây. Và người ta cho chúng ta 4 cái yêu cầu. Đầu tiên đó là chương trình The Voice Kids, giọng hát Việt nhí. Thứ hai đó là animated films, thứ hai đó là phim hoạt hình. Thứ ba đó là Jerry the Mouse, có nghĩa là chú chuột Jerry ấy. Thứ tư đó là programs on VTV7, những chương trình truyền hình trên VTV7. Vậy nhiệm vụ của các bạn và cô ở đây sẽ là chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại đoạn hội thoại chứa các
thông tin về các chương trình truyền hình và cũng như nhân vật dưới đây. Và chúng ta sẽ cùng nhau nốt lại những cái tính từ xuất hiện trong để xuất hiện để mô tả những cái chương trình truyền hình cũng như nhân vật nhá. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm đến đoạn hội thoại này và cùng nhau đánh dấu xem là chúng ta tìm được những tính từ nào nhá. Rồi, đây chính là đoạn hội thoại mà chúng ta giúp chúng ta có thể hoàn thành bài tập thứ tư này. Và các bạn và cô sẽ cùng nhau đọc lại nhá. Bạn Hùng, bạn ấy nói là the voice kids, câu vừa trên ấy, thì bạn Phong bạn hỏi bạn Hùng đang xem chương trình truyền hình gì. Thì bạn Hùng mới nói là à, tớ đang xem chương trình giọng hát Việt. Và bạn Phong nói là that music talent show is very interesting. Cái chương trình truyền hình âm nhạc, tìm kiếm tài năng âm nhạc này rất là thú vị. Vậy các bạn có thể thấy ở đây, tính từ nào để mô tả The Voice Kids nhỉ? Đó chính là interesting, thú vị đúng không? Chúng ta sẽ có một tính từ rồi, đó là interesting. Sẽ Phong nói tiếp nào, Phong sẽ nói là films. Khi mà bạn Phong hỏi bạn Hùng, bạn Hùng hỏi bạn Phong là bạn Phong thích xem gì? Thì bạn Phong nói là films, I like animated films. Like The Lion King. À, tớ thích xem phim, đặc biệt là như bộ phim The Lion King, Vua Sư Tử ấy. Bạn Hùng còn nói I love them too. À, tớ cũng thích nó. They are wonderful. Vậy cái từ mà để mô tả animated phim ở đây đó chính là tính từ nào các bạn? Đó chính là wonderful. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo nào, sao bạn Phong phải nói tiếp khi mà đây là bạn Hùng bạn mới nói là bạn Phong thích xem Vua Sư Tử này và bạn ấy hay xem cùng với em trai của mình. Nhưng em trai lại thích Tom và Jerry hơn cơ. Thế bạn Phong, bạn Hùng bạn mới nói là bạn Phong bạn mới trả lời là là he loves Jerry the mouse. Em tớ thích chuột chuột Jerry lắm. Bạn Hùng mới nói là Jerry is a clever character. Jerry là một nhân vật hết sức là thông minh. Vậy thì mình sẽ có một tính từ nào dùng để chúng ta mô tả nhân vật chuột Jerry đấy? Đó chính là tính từ clever, rất là thông minh. Xong bạn Hùng lại hỏi tiếp bạn Phong này, do you know any English program for children? Thế cậu có biết chương trình tiếng Anh nào cho trẻ con hay không? Và bạn Phong nói là yes, I watch English in a minute on VTV7. À có chứ, tớ có xem chương trình English in a Minute ở kênh VTV7. This channel has many educational programs. Cái kênh này ấy, nó có rất nhiều chương trình về giáo dục. Vậy các bạn nhìn thấy này, ở đây người ta nói đến programs là các chương trình truyền hình ở kênh VTV7 và người ta có tính từ gì để mô tả nó nhỉ? Đó chính là educational, nó mang tính giáo dục rất cao. Và các bạn đều biết kênh VTV7 được gọi là một kênh giáo dục mà. Vậy thì câu số 7 chỗ này chúng ta đã có tính từ để mô tả những cái chương trình truyền hình ở VTV7 đó là educational. Bây giờ cô và các bạn đã tìm ra được 4 tính từ để mô tả các nhân vật cũng như các chương trình truyền hình. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau điền vào trong cái bảng này nhá. Rồi đầu tiên The Voice Kids, chương trình giọng hát Việt, thì bạn Phong bạn có nói đó là một chương trình hết sức làm sao nhở? Interesting, rất là thú vị. Và tiếp theo đến animated films là phim hoạt hình, thì bạn Hùng bạn có nói là nó làm sao? Bạn Phong bạn có nói, bạn Hùng hay bạn Hùng thì hai bạn có nói đó là một chương trình rất là wonderful, rất là tuyệt vời. Và Jerry the Mouse, chuột Jerry thì sao nhỏ, đó là một nhân vật hết sức làm sao? Clever, thông minh. Và đến câu thứ tư nào, programs on VTV7, những chương trình truyền hình ở kênh VTV7 thì được coi đó là những chương trình có tính educational, đó mà có tính giáo dục. Ok, vậy là vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập thứ tư. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến bài tập cuối cùng trong Lesson 1 Getting Started ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem bài tập số 5 này người ta yêu cầu chúng ta làm gì nhá. Bài tập số 5 ở đây đó là bài tập teamwork, work in groups. Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc theo nhóm này. Interview your partners about their favorite TV programs and report to the class. Là các bạn sẽ cùng nhau làm việc theo nhóm ạ. Nhóm tùy nhóm theo mà giáo viên chúng ta chia nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau phỏng vấn các bạn của mình về hỏi họ xem là những cái chương trình truyền hình yêu thích của họ là gì. Và sau đó mình sẽ cùng nhau report, cùng nhau báo cáo lại cái kết quả đấy với lớp. Vậy ở đây chúng ta sẽ cùng nhau làm. Bài tập này là một bài tập cá nhân và các bạn sẽ cùng nhau làm việc theo nhóm này và hỏi bạn của mình những câu hỏi để có thể tìm ra được là cái chương trình ưa thích của họ là gì. Ví dụ như là what's your favorite TV program? Chương trình yêu thích của cậu là gì, và các bạn sẽ trả lời. Và nhiệm vụ sau đó của chúng ta đó là mình sẽ phải báo cáo lại xem là trong nhóm mình có bạn này, bạn này, bạn này, thì bạn ấy thích chương trình truyền hình gì?
và mình rất thích, và mình cũng thích chương trình truyền hình gì trong nhóm. Và để giúp các bạn có thể hoàn thành bài tập này một cách tốt nhất thì cô sẽ có hướng dẫn giúp các bạn làm một bài mẫu để giúp các bạn có thể hoàn thành bài tập số 5 này nhá. Rồi ví dụ đây là trong bài mẫu của cô, trong ví dụ trong nhóm của cô có bạn Mai này, bạn Bình, bạn Minh và bạn Mỹ và bạn Hoa. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau report lại cho lớp như thế nào nhỉ? In our group, trong nhóm của tớ này, Mike likes sports program on TV. Mai thì thích xem chương trình gì các bạn? Sport, chương trình về thể thao ở trên TV. Bình likes cartoons, Bình thích xem phim hoạt hình. Mình likes news, các bạn biết news ở đây nghĩa là gì không? Cái chương trình mà cứ mỗi 7 giờ tối bố mẹ ông bà chúng ta đều xem ở trên kênh VTV3 và VTV1 đấy. Đó là chương trình thời sự. Bình Minh thì thích xem chương trình thời sự. Mỹ likes the weather forecast. Mỹ thì thích xem chương trình gì nhỉ? Sau chương trình thời sự rồi thì các bạn có thấy đến một chương trình mà người ta dự báo thời tiết đúng không ạ? Là ngày mai Hà Nội này, ngày mai Thành phố Hồ Chí Minh có thời tiết ra sao, có mưa hay không, nhiệt độ như thế nào. Vậy weather forecast ở đây có nghĩa là chương trình dự báo thời tiết. Và bạn Mỹ thì bạn ấy thích chương trình dự báo thời tiết and wildlife discovery programs on TV. Còn bạn Hoa thì bạn thích chương trình về khám phá, discovery program là chương trình về khám phá trên TV. Và các bạn đều biết chúng ta có một kênh đó là Discovery Channel, là chương trình mà chúng ta tìm hiểu về các loài động vật cũng như là thực vật ở thế giới quanh ta ấy. Đó thì vì đây là một cái ví dụ mà có thể giúp các bạn hoàn thành được bài tập số 5 này. Và các bạn cũng có thể nói những cái đáp án khác, bởi vì trong nhóm của chúng ta mỗi bạn hầu như sẽ có một cái câu trả lời khác nhau. Ví dụ cô sẽ nói là in our group, Mai Anh live films, Mai Anh thì thích xem phim này. Hoa likes music talent show, Hoa thì lại thích xem chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc. Đó, các bạn có thể tùy dựa vào những câu trả lời mà nhóm, những thành viên trong nhóm được cho chúng ta để hoàn thành cái bài report này. Và đây cũng là bài tập cuối cùng của bài Lesson 1 Getting Started trong unit đầu tiên của chương trình học kỳ 2. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến phần tổng kết để xem được ngày hôm nay các bạn học được cái gì nhá. What have we learned today? Hôm nay chúng ta học được cái gì nhỉ? Chúng ta đã học về vocabulary about TV programs. Các bạn đã học cô và các bạn đã cùng nhau học về từ vựng liên quan đến các chương trình truyền hình. Ví dụ chúng ta có từ đó chính là từ educational programs, là những chương trình truyền hình có tính giáo dục này. Hay là talent show, music talent show có nghĩa là chương trình tìm kiếm tài năng hay là tìm kiếm tài năng âm nhạc. Còn có các tính từ để mô tả các chương trình đấy, ví dụ như là wonderful, interesting, hay là những chương trình, những tính từ để mô tả nhân vật, đó là clever chẳng hạn. Rồi và đây là phần cuối của bài học ngày hôm nay rồi. Cô mong các bạn về nhà sẽ ôn tập thật tốt này và chuẩn bị thật tốt để chúng ta học những bài học tiếp theo một cách hiệu quả hơn nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.